Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài mình ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game Lockpick nhá. Và mình sẽ làm một clip lấy cái chiêu Super Human cho anh em xem. Phải nói là rất là nhiều anh em bình luận kêu là mình làm clip về cái chiêu đó đi. Thực sự là mình cũng cần phải luyện mà anh em. Đấy, luyện đủ thì mình mới đi lấy cho anh em xem được. Hiện tại là mình đã luyện cái chiêu Lockpick của Sanji lên cấp 300 rồi. Chiêu character người cá mình cũng luyện lên cấp 300 luôn. Và bây giờ hiện tại cái chiêu điện của mình á thì cấp 298 rồi anh em ạ. Chỉ cần mình luyện thêm 2 cấp nữa thôi là mình có thể đi lấy được cái chiêu Super Human rồi. Ok, thì để mình coi thử có boss Fujitora hay không. Nếu mà có con boss Fujitora này mình săn một phát có thể là mình sẽ đủ cấp 300 để đi lấy cái chiêu Super Human luôn anh em ạ. Sau khi lấy xong á thì mình sẽ đi săn boss. Đấy, có thể là săn boss ở trong server này hoặc là có thể là mình sẽ về vùng đất cũ để săn boss anh em ạ. Rồi ok. Boss Fujitora vẫn còn sống nha. Để mình hạ ngục cái con boss này. Đó, đánh thôi. Ô bạn cái sử dụng trái hie à. Mình thì xài trái mochi nha. Mochi vẫn đỉnh như ngày nào thôi nè mà. Đùa. Ô hình như là mình nghe tiếng có quái vật biển xuất hiện. Kệ anh em thấy không, đang kiếm quái vật biển. Nhưng mà thôi, lỡ đang săn cái con Fujitora này rồi thì săn cho nốt luôn nè mà. Để mấy bạn kia tiêu diệt quá vật biển đi. Có chìa phá thì mình đi đánh râu đen cho anh em xem luôn. Không có gì cả. Tấn công nào. Trời ơi, trái mochi đã thiệt anh em ạ. Ý quên nữa. Chết, mình phải lấy cái chiêu điện ra mình đánh anh em ạ. Mém chút là mình xài cái trái quỷ mình tiêu diệt luôn rồi. Đó, đã đủ cấp 300 nha anh em. Hình như là mấy bạn đó bị quá vật biển tấn công sắp mặt anh em ạ. Thôi kệ, để mình ưu tiên mình qua săn con quá vật biển trước nha. Rồi mình sẽ đi lấy cái chiêu Super Human sau. Ok, qua đây. Dùng thiền à. À, bạn kia mua thiền của ai kìa. Đi chung thiền với bạn này đi nè bạn. Cho mình đi kéo với. Rồi chạy đi. Qua bên con quái vật biển nha. Vậy chỉ cần mình nhảy vô cái hòn đảo của con râu đen á, mình đứng mình đánh là được rồi. Sát bên đảo của râu đen mà. Trời ơi, hình như là bạn nó đánh không nổi hay sao ấy nè bạn. Nên là kêu nhiều người bay qua phụ. Mình đáng lẽ là đi lấy cái chiêu Super Human rồi, nhưng mà thấy quá vật biển bạn kia kêu dữ quá nên là chuyển qua săn con này nè ạ. À, mới đánh được có một tí máu à. Rồi ok, bay vô xài chiêu thôi. Giỡn hả con quá vật biển kia. Để mình bay ra xài tuyệt chiêu của trái mochi nào. Ghê lắm ấy nè. Trời, nó phun mình bay vô bờ luôn kìa. Thả cú đấm liền nè ạ. Sắp chết chưa, còn tí máu rồi nè ạ. Để mình dứt điểm luôn. Nhưng mà mình không đủ đam. Mấy bạn này đủ đam này. Mình thấy hiện kinh nghiệm lên. Ô, bạn kia kêu có chìa phá. À, kêu là có nón chopper nè mà. Đấy. Mình hỏi chìa phá chứ mình có hỏi nón chopper đâu. Có không? Chắc là không có đâu. Bạn đó hay tròn lắm. Mình đi qua mình lấy cái chiêu Super Human nha. Rồi lên thiền. Lụm đỡ chiếc thiền của bạn này đi nè mà. Cuối cùng thì mình đã có được luyện khoảng tầm 2-3 ngày gì đó nè. Mình tại vì không có thời gian nhiều á nên là mỗi ngày mình sẽ luyện một chiêu. Đấy, hôm trước thì mình luyện lách lét. Hôm kia thì mình luyện character người cá. Đấy, và hôm nay thì mình luyện cái chiêu điện này lên cấp 300 rồi. Bây giờ chỉ cần lấy chiêu Super Human thôi. Bạn kia kêu là mình rip đây nè ạ. Mình chạy vô bờ kịp rồi, làm sao mà chết được. Ok, vô đây nha. Đó, giây phút thiêng liêng của mình anh em ạ. Bình thường mình nhấp vào cái ông này á thì ông bảo là mình không đủ điều kiện, nhưng mà bây giờ thì nó hiện ra 3 triệu Bailey đó ạ. Oh my god. 3 triệu Bailey của mình sẽ bay theo mây khói và mình sẽ sở hữu được cái chiêu Super Human anh em ạ. Một cái tuyệt chiêu khá là ghê gớm. Rồi, mình sẽ mua luôn nhá. Từ đó mình đã mắc 3 triệu Bailey, sở hữu được cái chiêu Super Human anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ luyện cho anh em xem chiêu Z luôn. Đó, mình cũng có nè. Trời ơi. Mình cũng có nha. Bây giờ đừng có phe mình. Đây là cái thức đấm thường của cái chiêu Super Human nha anh em. Nói chung là chúng ta đấm nó sẽ có một cái hiệu ứng màu xanh xanh anh em ạ. Nhìn đẹp hết luôn á. Tưởng mình không có hả? Mình đã lấy được rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi săn boss anh em ạ. Đầu tiên thì mình sẽ lăn ra ngoài đây. Mình kiểm tra con boss ngay chỗ này coi nó có hồi sinh chưa. Nếu mà có hồi sinh thì mình sẽ đi nhận nhiệm vụ nha. Rồi ok, nó đã hồi sinh anh em ạ. Đi nhận nhiệm vụ, luyện cấp 100 mấy cho cái chiêu thức này thì nó cũng khá là đơn giản thôi anh em ạ. Không có gì được gọi là khó cả. Nhưng mà luyện lên
330 cấp để cho xài hết tất cả chiêu á thì nó hơi lâu lâu một tí thôi. Nhưng mà tập ngày hôm nay là mình phải quyết chí chơi cho anh em xem được cái chiêu Z. Sau tất cả thì mình đã đạt được tới cái cảnh giới Super Human. Đây là một cái tuyệt chiêu của siêu nhân loại nè ạ. Nói chung là mình chỉ có cái thức đánh thường thôi, mình bay vô mình đấm nè ạ. Cái chiêu này á mình có cảm giác là nghe nó đấm nhanh nhanh sao nè ạ. Mấy bạn kia kêu là đợi đấy. Mình đánh được nửa cái máu rồi, chắc chắn là mình sẽ đủ đam. Mấy bạn nó lên chưa? Hình như là mới đi nhận nhiệm vụ thôi nè ạ. Cứ từ từ. Rồi ok, mình ở đây mình đấm thêm một tí nữa. Công nhận cái chiêu Super Human này hay thiệt. Với lại mình cũng thấy nhiều anh em sử dụng chiêu rồi, đã lắm. Bây giờ thì mình mới sở hữu thôi. Mình đủ đam rồi nè ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi chỗ khác nha. Đó, lên cấp rất là nhanh luôn. Bây giờ đi tiêu diệt cái con Đông Flamingo á. Tiêu diệt con đó là lên cấp còn nhiều dữ nữa nè ạ. Cấp 73 rồi nha. Chưa xài được chiêu Z đâu. Bây giờ thì mình sẽ bay lên chỗ của cái con boss Đông Flamingo. Đó, tiêu diệt con đó lên mới nhiều cấp nè ạ. Đi thôi. Vô đây nha. Ôi mấy bạn kia đi đâu trong đây ra vậy? Đừng nói là tiêu diệt rồi nha. Để mình vào thử coi. Ôi thiệt rồi nè ạ. Mấy bạn nó tiêu diệt rồi. Bây giờ còn lại một con boss lò xo kìa. Thôi săn đỡ con lò xo cũng được. Rồi, lên trên đây. Phải nói cái con boss lò xo này là một cái con boss mà mình phải đi lên rất là cực khổ nè. Trái mù chi thì đâu có chiêu bay đâu. Mình nghe tiếng hình như là mấy bạn kia đánh rồi hay sao á. Chờ mình với. Solo lên nào. À bay vô đánh hết rồi nè mà. Vãi thiệt, mình chưa tới mà. Vứt sắp chết con boss lò xo rồi còn đâu nữa nè. Vãi thiệt, không biết là có đủ đam hay không đây. Đâu rồi? À nó còn sống nè, để mình. Rồi xong luôn. Không đủ đam. Xui thiệt anh em à, thật sự luôn á. Thôi thì bây giờ boss trong server đã chết hết rồi. Mình định về vùng đất cũ. Nhưng mà mình thấy là về bển thì chưa có chiêu thức gì cả. Chơi nó cũng không hay đâu ạ. Nên là mình sẽ quyết định là ở cái vùng đất này. Chờ cho cái con boss Đông Flamingo nó xuất hiện. Mình săn cái con đó và những cái con boss trong server này một lần nữa. Rồi mình sẽ kết thúc clip ha. Bây giờ thì mình sẽ chờ mấy con boss nó xuất hiện lại. Ok thì con boss Đông Flamingo đã xuất hiện rồi nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ bay vô mình gây đam trước. Bật Haki quan sát lên. Con này cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn á. Đánh xong con này có thể là cái chiêu Super Human nó lên cấp 100 luôn đó nè ạ. Siêu nhanh luôn á. Bạn kia khống chế lại bắt đầu mình bay vô mình đánh nè ạ. Wow. Đúng là chiêu Super Human này kinh khủng liền nè ạ. Đủ đam rồi nha. Trời ơi lên cấp kìa. Anh em thấy không? Lên cấp 119 luôn. Ôi vãi. Quá ghê nè ạ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ bạc ti với lại mấy bạn này nha. Mình thử chiêu cho anh em xem. Đây, chiêu Z nha. Ôi vãi. Hình như là phải gồng Haki mới đánh được nè ạ. Cái chiêu Z này nó bay lên nó tấn công liên tục hay sao á. Để mình coi thử coi. Gồng Haki lên nha. Thử lại nè. Đó. Ghê vãi nè mà thực sự. Chiêu này dùng vào cái mục đích di chuyển cũng khá là hay này. Tại vì cái khoảng cách mà nó thi chuyển chiêu khá là xa nè. Bây giờ thử coi mình chỉ lên trên kia coi nó bay tới không nha. Đó. Trời cái chiêu này nó bay cao vãi luôn á. Mình thì sử dụng chất quỷ mochi á. Nên là bay mấy cái chỗ cao cao rất là cực luôn. Nhưng mà có được cái chiêu Super Human này á. Thì cái chuyện di chuyển nó sẽ dễ hơn. Tại vì cái chiêu Z ngoài dùng cái tấn công, chúng ta có thể dùng để bay lên những cái chỗ cao cao nè ạ. Và giúp cho cái nhân vật chúng ta di chuyển nhanh hơn. Đấy nghe cũng rất là chất. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại một lần cho anh em xem nữa nha. Đó trời ơi. Ghê vãi. Nói chung là cái chiêu Super Human nè. Và cái phần đam mình thấy rất là chất luôn. Đấm thường thì rất là nhanh anh em ạ. Đó còn chiêu thức thì nghe rất là thú vị. Nói chung là tập ngày hôm nay mình chơi được cho anh em xem chiêu Z thì cũng khá là ok rồi anh em ạ. Đó ghê lắm. Thôi thì chắc là mình sẽ đi săn một vài con boss nữa nha. Trước khi kết thúc clip. Boss lò xo đã hồi sinh rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua bên bển nhận nhiệm vụ để săn thôi. Để mình coi thử cái chiêu Super Human này nó bay như thế nào anh em ạ. Mình thấy nó giúp mình di chuyển rất là nhanh luôn á. Tại vì cái chiêu thức nó sử dụng một phát một là nó di chuyển rất là xa mà. Đó nè thấy không? Bay như là siêu nhân vậy á. Chắc phải. À nhưng mà cũng đúng thôi. Cái chiêu Super Human này nếu dịch ra là siêu nhân loại nè ạ. Sức mạnh của siêu nhân loại. Wow, rất là đỉnh cao.
Rồi ok, để mình đi lên chỗ của con boss lò xo nhá. Sử dụng cái chiêu này nè. Đó, trời ơi. Bay cao vãi luôn á anh em ạ. Thật sự. Tại vì mình dùng trái mochi á, mỗi lần bay lên những cái khu vực này rất là khó khăn. Nhưng mà nếu dùng cái chiêu Z của cái Super Human này á, thì nó sẽ giúp mình di chuyển rất là nhanh anh em ạ. Bay vô nè. Boss lò xo hả? Ngoài ra thì nó còn có hiệu ứng khống chế khi mà chúng ta đánh trúng nữa. Nên là mình thấy rất là thích cái chiêu Super Human này luôn á. Wow. Chắc là mình đủ đam rồi anh em ạ. Mình vô mình làm vài pha nhẹ nhẹ thôi là đủ đam rồi. Bây giờ mình bay lại mình đấm thường. Ui, mình bị bạn kia đóng băng kìa. Lúc nãy mình bỏ bạc ti, đặng mình thử cho anh em xem cái chiêu Z của Super Human này á. Nên là bây giờ chưa bạc ti lại nha bạn. Vai mình đánh trúng bạn kia kìa. Thôi bạc ti vào đi, không giỡn nữa. Rồi lại sang con boss nha. Nhiệm vụ hoàn thành anh em ạ. Lên cấp 127 luôn rồi. Wow, ngon vãi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang cái con boss ngay cái gốc cây nha. Ok, tới rồi. May quá boss vẫn còn sống anh em ạ. Bay vô đánh thôi. Mình sẽ dứt điểm con boss này nhanh gọn lẹ luôn á. Wow, bạn cái sử dụng trái mochi khống chế này anh em ạ. Mình bay vô mình đấm lia lịa luôn. Chất vãi. Rồi á, sơ sơ vậy thôi là mình đã đủ đam rồi, chắc chắn luôn. Wow, đỉnh cao vãi. Sao mình thích cái thức đấm thường của cái chiêu Super Human này quá ta. Kiểu như là nó đấm rất là nhanh anh em ạ. Nghe đã đã sao á. Ủa mấy bạn kia đâu hết rồi ta. Chỉ có mình với lại bạn này thôi. Thôi kệ cũng được anh em ạ. Săn xong con này thì mình sẽ qua con Fujitora nha. Nhanh gọn lẹ thôi, mới đây còn một tí máu rồi kìa. Bay lại liền. Không sao, ít ít người đánh thôi. Mình còn bay vô mình xài chiêu cho anh em xem được. Chứ đông quá mình chưa kịp xài chiêu là mấy bạn kia tiêu diệt rồi. Ok, lên được cấp 133 rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua chỗ của con boss Fujitora nha. Để tiêu diệt con đó nữa rồi mình cũng sẽ kết thúc clip luôn. Rồi, bây giờ qua săn thôi. Đó là đứng kìa anh em ạ. Mình sẽ cho nó biết thế nào là sức mạnh của Super Human. Vừa vô là bạn cái tung chiêu của trái quỷ Mochi liền anh em ạ. Đó, khống chế con boss lại, mình bay vô mình tấn công lia lịa luôn. May là ở đây mình mới có cái chiêu Z nha. Nếu mà có chiêu X hay là chiêu C thì cái con Fujitora này nó chết còn nhanh dữ nữa nè ạ. Sang tập sau thì chắc là mình sẽ cố gắng luyện lên cái chiêu cấp 220 cho anh em xem nhé. Mỗi tập thì mình sẽ luyện một chiêu. Tại vì luyện hết một lượt á, thì nghe nó cũng hơi bị lâu. Nên là luyện được chiêu nào thì cho anh em xem chiêu đó. Anh em thấy Fujitora không? Bị bạn kia sử dụng trái Mochi đấm cho không thấy đường luôn. Mình ở đây thì tận dụng cơ hội nè ạ. Bạn cái tung chiêu trái Mochi mình bay vô mình tấp lia lịa. Rồi xong, Fujitora đã bị tiêu diệt. Chiêu Super Human của mình đã lên được cấp 141. Khá là ngon luôn á. Rồi thì nói chung là boss đã bị tiêu diệt hết nha. Bây giờ thì chắc là mình cũng sẽ kết thúc clip luôn. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em những cái tập tiếp theo nhé. Hiện tại thì tập ngày hôm nay chỉ đi lấy cái chiêu Super Human và show cho anh em xem một cái chiêu Z thôi. Bây giờ thì cũng đã xong rồi. Nên là bye anh em nha.